Cái này viết cấu trúc cho các vị ha. Cái này là số ít đúng không? Còn số nhiều của nó là cái gì? Số nhiều của nó, cái này là số ít, hai này là số ít ha. Số ít. Số nhiều là cái gì? Số nhiều ở đây đang là ngôi thứ ba số ít hả? Số nhiều là cái đôi từ là gì? Ung im xú ha. Ba lê cộng với im xú. Im xú hoặc như là ung. Thì nó ra là cái gì? Ba gì? Đúng rồi, ba lê sung. Ba lim. Ba lê. Ba lê sung. Chưa chưa chưa. Ba lim xú. Nó không có thể hình thức gọi là ba lim xú này được nha. Nó không có hình thức này nha. Nó không có hình thức này nha. Mà nó chỉ là, nó phải đổi ra cái hình thức là á giá vậy. Nó mới ra là. Nhưng mà ê sung ung này thì có nè. Ba lê sung cũng có nè. Nhưng mà ba lê này đó thì nó đổi thành là cái gì? Ba lá ha. Cộng với lại ung im xuống này luôn. Như vậy có hai hình thức. Chúng ta là ba lê hoặc như là chúng ta dấu cộng, chúng ta để giữa nó này. Đấy. Đó, chúng ta để cộng như vậy. Tức là ba lê cộng với ung được, im xuống được. Ba lê cộng với ung được. Ba lá giá cộng với im số, ba lá giá cộng với ung được ha. Nếu mà ra hình thức mà ba lê mà cộng với ung thì nó không có ra hình thức này, cho nên không có cái loại này, mà nó chỉ có cái loại ba lê sung mà thôi ha. Riêng mà ba lá giá đó thì chúng ta có thể là cộng với cái này được, bởi vì sao? Nó cộng, nó xóa á đi, nó cộng trực tiếp vô đây, nó ra là ba lá im số, và nó cũng có hình thức tức là ba ba gì, ba lá dung ha. Nó có hình thức nha, ba lá dung, ba lá diêm sú, nhưng mà chỉ có hình thức là ba lê sung thôi, nó không có thể mà là e mà giữ lại mà ý được xóa bỏ, ba lê sung thì không có nha. Rồi, cho nên chỉ có hai cái thôi thì viết vô như vậy đó. Này là ngôi thứ ba, này là ngôi thứ ba, còn ngôi thứ hai, ngôi thứ hai cũng là ba lê và ba lá giá cộng với cái gì? Số ít là ý và ô đúng không? Ý ô thì nó bằng là cái gì? Ba gì? À quên. Đáp ba ly. Mấy cái chỗ này chúng ta bỏ thì chữ á nữa nha. Bỏ á vô hết đi nha. Bỏ hết vô đây. Á đóng hoặc đơn vô đây. Bỏ vô đây. Apa là gì? Apa lia sung. Apa lia sung. Đúng rồi, chúng ta phải bỏ á vô nha. Nó nói một hồi cái mình cũng quên á luôn nha. Ê, nè các vị để ý này. Ê đó, thì đặc thù của nó ra là gì? E nó không có e, khi mà cộng với lại cái mấy cái này đó thường đó là nó sẽ giữ lại cái gì e, mà trong trường hợp này là ý và ô, nó không có một cái phụ âm đi theo sau đó, mà nó chỉ là nguyên âm, mà nguyên âm cộng với nguyên âm không thể nào mà xóa bỏ, nó giữ im cái đường là ba lê được, cho nên nó lấy cái hình thức dưới đây, bắt buộc nha, lấy hình thức dưới đây là ba lá, ba lá, ba lá thì chúng ta sẽ bỏ được, xóa cái này đi, yeah. Thì ba lá dí ha, ba lá dí cộng với ba lá vô nha. Rồi. Cái này là số ít ha. Cộng với số nhiều là cái gì? Nếu mà ba lê mà ba lá. Cộng với lại cái gì? Dít thá. Thì sẽ là cái gì? Ba lá dít thá ha. Ba lá dít thá. Chúng ta không có là ba lê này. Như vậy là ba lê trong trường hợp này chúng ta không cộng được. Thì chúng ta phải cộng là ba lá. Ba lá dít thá ha. Ba lá dít thá, tức là ba lá nè, á được xóa bỏ nè, cộng ít thá như đây, ba lá dít thá. Rồi ngôi thứ nhất cũng là ba lê luôn. À quên quên, mấy cái này thêm á cho nha.
Kappa là nhất thất. Hồi nãy cô kia cô nói đó là cái gì? Đúng không? Cô muốn vậy đúng không? Cái đó phải. Tin 51 xếp ra là sao chứ hả? Đây, chú có đo, chú đo cho kỹ dùm chú vậy? Tại sao đang dạy học vậy? Chúng ta không có sử dụng cái hình thức gọi áp ba lê xí được nha. Nó chỉ có là hình thức gọi là ba lê xí cho cái gì? Cái hiện tại thôi. Sau khi mà chúng ta ấy ra như vậy, chúng ta phải kiểm tra trong tam tạng kinh điển có chữ đó hay không. Chứ không phải chúng ta muốn chế ra như chúng ta xài ha. Rồi kế tiếp là ba lê cộng ba lá giá. Cộng với cái này. Mô thứ nhất là cái gì? Mô thứ nhất là im đúng không? Im im đúng không? Im im như vậy thì chúng ta ghép được với cái gì? Ba lá diêm ha, nó chỉ cần ba lá diêm. Ở trong cái đoạn mà gọi là trong Chaitanya Atthakatha cũng có đề cập đến cái chữ mà ba lê xí, quăng sang ba lê xí nha. Sa đu sa đu bhikkhu cú Purana Puranaka Bandita năng quát sang ba lê xí. Này tỳ kheo, thật tốt đẹp thay khi ông gìn giữ cái truyền thống của chư vị đại trí xưa kia ha. Puranaka Bandita tức là bậc đại trí cổ xưa, hoặc như là của trí nhân đó ha, của trí nhân. Quăng xăng ba lê xí, như vậy chia theo ngôi thứ hai như vậy là chỉ có hình thức ở như vậy là chỉ có hình thức ở hiện tại thôi nha, không có hình thức ở quá khứ. Ở đây cái từ mà động từ mà ba lê xí chỉ có xuất phát, chỉ có một từ ở trong ở Jataka Atthakatha ha. Jataka Atthakatha các vị có thể coi thêm trong cái câu chuyện 385 vậy. Tức là Nandiya Migha Rajaka. Nandiya Migha Rajaka Jataka nha. Chú giải 385 đó, có giải thích cái đấy. Rồi còn mà im xuống thì chúng ta là ba lá diêm xuống ha. Ba lá diêm xuống. Bỏ á đi nè, chờ xíu để kiếm chữ kia cái đã. Số ít, chúng ta đang số ít. Ba lá diêm thôi. Từ
sa chia nó lô căng ba lê sim. Ba lê sim thì có nha, ba lê sim thì có, ba lê diêm thì có, ba lê sim thì có. Ba la sim thì có này, ba la nhìm thì lại không thấy. Ba lê xuống. Present ballet being imperative, optative, future condition. Tạm thời đó là chúng ta có coi cái bảng trong đây trước rồi đó. Tạm thời chúng ta có coi cái bảng của ngài Buddha Đát Tá. Ba lê xin ba lá diêm ha. Ba lá diêm ha, ba lá diêm ha. Vì ngay cả khi mà cái từ mà ba lê xin này đúng thì có trong trong tâm tạng có. Nhưng mà cái từ ba lá diêm á là không thấy. À ba lá diêm cũng không thấy luôn. Cho nên cũng tùy tùy chữ thôi. Trong cái chi danh á, trong ba đó Rupasiddhi cũng không có đề cập đến khía cạnh này. Vậy chúng ta cứ dựa vào đây này. Ba lá diêm hát. Ba lá diêm hát. Ba lá diêm hà. Bài chia này sẽ bổ sung sau cho các vị. Rồi chúng ta qua cái khía cạnh gì? Ở đây một số cái động từ được chia cùng cách như vậy này. Nhưng mà trong giữa các bạn chia thì chúng ta lưu ý là cái gì? Lưu ý là cái hình thức mà ba lá giá ha là sẽ có đầy đủ ở các thể luôn, ở các ngôi luôn. Và ba lê đó thì một vài trường hợp có thôi. Ví dụ như ngôi thứ ba nè, ba lê xí nè, ba lê sung nè, hay ba lê xin nè. Nhưng quan trọng thứ nhất là chúng ta chuyển thành cái ngôi á giá hết ha. Ví dụ như cái động từ dưới đây mare xí này nè, marajati à, hoặc như marají nè. Bu chia xí cũng như vậy luôn ha, đây là bu chia tí đó, s được thêm vô đây này. Đây là một loạt những cái động từ mà kết thúc bởi chữ chữ e ha, mà chữ s được thêm vô, tương tự giống như là chữ xí này này,
ba lê xí này này, chúng ta lưu ý ha, vậy là bảng đó này, dạ. Một loạt đây là một loạt những cái động từ đây này, tức là mare ha, mare tí đó, mà chia theo mà mức định khứ đó là ý ha, đuôi từ của nó là ý nhưng mà s được thêm vô đó, mà e được không xóa bỏ mà e được giữ lại đó, cha lê cũng như vậy luôn, cha lê tức là đốt cháy ha, dc tức là thuyết pháp nhỉ, ane tức là mang đi, nê tí, ane tí, nê tí là mang đi ha, ane tí là mang về, chô rê tí là lấy hoặc đánh cắp ha, bu bu chê tí tức là cúng dường, tôn trọng. Rồi chúng ta xuống cái phần phía dưới này, vậy chúng ta làm cái phần mà bài tập này đi. Chúng ta làm cái phần bài tập phía bên Bali Mã Easy trước cái đã. Bali Mã Easy trước cái đã. Rồi, Bali Mã Easy như vậy thì xin mời ba vị Hoan Hỷ lên trên đây làm cái phần mà translate into the English, tức là mình dịch sang tiếng Việt ha. Dịch sang tiếng Việt. Tức là ahang tatara wasin ha. Tatara này là chúng ta học chưa? Tatara chúng ta học chưa? Cái trạng từ tatara này này. Chưa thì bắt đầu lên, lên trên đây. Các vị viết kiểm sư cái trạng từ mà tatara này với là cái gì? Đây. Này các vị chấm rồi các vị chấm phẩy nữa các vị nè, tatara nè. Tatara nè nó bằng với là gì? Tatha. Nó là trạng từ nha, này trạng từ mang nghĩa rằng cái gì? Ở đây. Ở đấy. Ở đấy ha, ở đấy hoặc ở đó, xin lỗi, ở đấy hoặc ở đó. Nó nghĩa là tá đó. Tá giờ thá đó ha. Tá là ấy hoặc đó đó. Chúng ta viết cho thêm. Tatara tát thác nghĩa ở đấy ở đó. Dạ rồi. Các vị biết cái nghĩa đi không? Tatara tát thác. Từ nào mà ví dụ chưa có nghĩa sẽ viết vào đây, sẽ gọi vào đây cho các vị. Như vậy là mỗi bài như vậy chúng ta sẽ có những cái yếu tố mà cần phải lưu ý như vậy. Rồi. Rồi mời các mời ba vị đi, mời ba vị Hoan Hỷ lên làm cái phần đó, Bali Mã Easy. Làm và chia như vậy thì các vị mới quen được. Các vị chỉ ghi thêm tatara và tatha thôi nha. Ở đây ở đó thôi. Rồi, mời các vị lên đây. Từ nào chưa biết thì hỏi. Rồi mời thêm một vị nữa. Tự xung phong thì một câu vậy, lát nữa bị kêu tên sẽ hai câu. Ủa sao này khác ta? Điện gì đi vậy? Bạn này hay gì? Bạn này không bảo.
8 giờ làm. Viết quên, viết là tiếng Việt dùng những xanh quỷ đỏ hả? À, ngày 8. Rồi, bài tập đây. Viết vô, dạ. À, hằng từ đó chúng ta biết rồi. Tatara hồi nãy có đề cập rồi, ở đấy ở đó. Wasin, wasin ở đây tức là gì? Là bất định khứ của động từ wasati. Căn đó là cái gì? Căn was. Viết cái động từ ra luôn nha, viết cái động từ ra. Tất cả ba vị trên đó động từ đều ghi cấu trúc cộng từ cấu cấu thành nó ra. Quá sát tí ra động từ hiện tại rồi đó, mà mình đang là quá xin đó. Quá xin thì hả? Bất định khứ nha. Con hiểu không? Động từ của nó là quá sát tí, đó là động từ hiện tại, mà quá xin tức là căn was cộng với in. Đúng không? Căn was cộng với căn was cộng as cộng in. Nó bắt ra là quá xin. Tôi đã sống ở đấy rồi. Cái gì, viết cái gì đó, Achat. Achatani ha, Achatani chứ không phải Achatati. Dạ. Achatani. Achatani. Câu số 1 ha. Thứ nhất đó, khi mà dịch như vậy đó, thứ nhất mình phải xác định động từ. Động từ trong câu đó là Akhantara Vaxin. Thì chúng ta giống như là chúng ta phải chia động cách rồi. Chia bản liên cách là chúng ta biết rằng đây là động từ đúng không? Thì chúng ta phải dựa vào cái bản liên cách, chúng ta phải coi xác định là động từ thuộc ngôi nào. Ngôi thứ hai, thứ ba hoặc thứ nhất mà số ít hoặc số nhiều. Từ đó chúng ta mới xác định được hàng chủ từ là số ít hoặc số nhiều. Thì rằng động từ thì chủ từ phải là hòa hợp với nhau. Ví dụ như nói là tôi đi chợ thì cái chữ đi đó thì nó phải hòa hợp với chữ tôi. Tiếng Anh cũng như vậy luôn, phải chia. Rồi tách ra đây chia ra một chặng từ chỉ nơi chốn thôi. Khi mình làm nó mình gặp cái này sao? Nó hơi khó tí xíu. Ví dụ như mình thấy bằng chữ im đó mà. À, rồi kết thúc bằng chữ im này nè. Mình mời trong dưới thì chúng ta xác định đây là ngôi thứ nhất số ít. SE tức là số ít hay SN tức là số nhiều. Như vậy, cái hang tức là tôi. À, đúng rồi, ngôi thứ nhất đây nè. Ngôi thứ nhất sẽ là tôi đã sống ha. Quá khứ bất định khứ chúng ta dùng nghĩa đã xảy ra. Thì rằng ý nghĩa mà bất định khứ đó là cái gì? Diễn tả cái sự việc mà đã xảy ra đúng không? Đây quá khứ trực tiếp đã kinh qua nè. Mang nghĩa của nó là quá khứ trực tiếp đã kinh qua. Quá khứ không được kinh qua nhưng mà thường sử dụng là diễn đạt cái quá khứ nói chung luôn. Như vậy là câu đó sẽ là tôi đã sống ở đấy. Quá xin là từ cái động từ quá sát tí. Từ cái động từ quá sát tí có nghĩa là sống. Sống cư trú ở. Chị phải có thông tin viết chì nữa, chị viết mấy cái động từ này vào để cho học để nhớ. Quá xin từ cái động từ quá xá tí, biết rồi, biết chị quá xá tí rồi. Động từ gốc của nó là quá xá tí, rồi hai chấm nghĩa là sống. Được rồi, sống cư trú hoặc nhà ở. Tất cả hồi nãy như vậy rồi, chạm từ chỉ nơi chốn nghĩa là ở đấy, ở đó. Thì vậy là tôi đã sống ở đây. Rồi câu số 2 tức là te kada tatara ka chin su. Chúng ta là cái chin su đó là có dấu chấm hỏi nữa nha. Khi nào họ đã đi đến đó? Đúng rồi. Xui là phải như vậy đấy. Cái chin su tức là cái chatí gam. Gam cộng á cộng tí.
Thì cái nào cũng được cả, nhưng mà mình sao mình đọc cho nó thuận á. Họ đi đến đó khi nào họ đi đến đó. Dạ rồi, rồi mời thêm hai vị lên nữa, không một có hai là xong rồi, dễ mà. Xe dạ, chờ xíu. Stop share. Stop share thì các vị nhìn ở đây. Rồi. Dạ xin mời hai vị lên lên cái tiếp nhỉ. Câu số 4 và câu số 5. Mấy cái này dễ mà chúng ta làm lẹ nha. Câu số 3 là câu khó đó nha. À, rồi, hên toàn vô câu số 3, hay quá. Ngồi đó lục đi. Dạ. Rồi mời chị câu số 11 nha. À, câu số 11 dạ. Rồi chị Phương câu số 9. Giá đí yêu quan si gia, giá đí học chưa? Lên đi rồi bắt đầu nó ra chữ à. Còn mấy câu kia dễ quá mà. Chị Phương là phải câu 9 đó. Giá đí yêu quan si gia. Cầm đi lên thế nào cũng đứng nữa cho coi. Ít chắc còn đỡ đứng. Rồi bây giờ sẽ cho nghĩa cho cái câu số, câu bên này là câu số 11 đúng không? Câu số 11 là tâm tâm hề ma ý đá có nghĩa là gì? Ý đá ra này. Ý đá câu số 11 các vị nhìn lên bảng nha. Tâm hề ma ý đá quá xít thác. Thì ý đá đây, sẽ viết nghĩa bên đây cho ý đá. Ý đá có nghĩa là gì? Ý đá nó giống như là ý là át tá và tát thá như vậy đó. Tát thá ở đây tức là gì? Là tá cộng với gì? Cộng với thá đó ha. Tá có nghĩa là cái ấy đó đúng không? Cho nên là em chỉ là về vị trí, thá có nghĩa là em chỉ vị trí mà ở đấy đó, tức là em chỉ là ở đó. Mà ý đá hoặc như là nó bằng như là gì? Ý há. Có nghĩa là gì? Ở đây viết vô nha, viết vô. Ở đây. Sao không biết vô? Cái chữ ý đá ý há này vô. Bằng ở đây. Ý đá thì bỏ chữ D đi còn ý há. Rồi chưa? Rồi kế tiếp. Như vậy là câu số 9 đúng không? Câu số 9 là giá đí nha. Chúng ta sẽ coi cái nè. Các vị nhìn lên bảng nè. Giá đí e quan si gia a hang ý đá a cái si gia mí. Câu số 9 nha. Câu số 9 thì Phương đây. Câu này đứng tiếp đây nha. Giá đí là gì? Giá đí là gì? Các vị còn nhớ không? Chúng ta có bao nhiêu từ để dùng cho câu cho câu điều kiện? Giá đí. Rồi gì nữa? Xá chê và chê. Như vậy chúng ta có ba cái từ ha để sử dụng trong câu điều kiện. Câu điều kiện đó là nếu đó ha. Đây. Chấm phẩy đó ha. Chấm phẩy nha. Tức là giá đí nè. Nó bằng với là gì? Xá chê nè. Nó bằng với lại chê nè. Nhưng mà chữ chê này chúng ta mở ngoặc thì nói là chê không được dùng đầu câu nha. Không được dùng ở đầu câu. Mà chỉ có hai hình thức đó là giá đí và xá chê được dùng đầu câu thôi. Đấy. Mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là nếu ví dụ như nếu tôi là cái gì đó vân vân đấy. Rồi kế tiếp nữa sẽ là cái gì? Kế tiếp nữa là xí gia nha. Ê quan có nghĩa là gì? E quan có nghĩa là trạng từ nha. Trạng từ. Trạng từ. Như vậy.
như vậy hoặc như vậy ha, như vậy đều được cả. Tiếng Anh nó là does. Rồi kế tiếp là xí gia. Xí gia ở đây là cái gì? Xí gia chúng ta coi động từ gì? Căn as. Chúng ta phải coi nó là nó thuộc cái động từ căn as. Bạn chia căn as đâu? Bạn chia căn as của động từ đâu? Đây, dạch ra cái phần mà bạn chia căn as như vậy là xí gia, chúng ta sẽ thấy là cái gì? Khả năng cấp nha. Khả năng cấp ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba. Xí gia as sát. Đấy. Và chúng ta thấy động từ rồi, chúng ta phải tìm về cái chủ từ, có hòa hợp với chủ từ chưa nha. Cái này là cái bảng chia trong đầu, trong trong cái phần bảng chia của các vị có đó. Rồi chủ từ chúng ta sẽ là cái gì? Giá đi e quan xí gia á hăng ý đá a cái xây gia mí. Như vậy là chúng ta xí gia chúng ta dùng theo ngôi thứ hai được nha. Xí gia là từ căn gì? Căn as. Căn as là biết căn là biết sao quên rồi. Option hả? Option Z hả? Option X, option C, option V, option V à. Căn S nha. Căn S. Nó là khả năng cấp nha, khả. Khả năng cấp. Rồi. Rồi kế tiếp là cái gì? Á hăng ý đá. A cái chay ya mi. Ý đá có rồi nha. A cái chay ya mi rồi. Cái động từ a cái chay tí vậy? A cái chay ya mi. Ở đây sao nó lọt vô cái câu của động từ ở cái gì? Khả năng cấp ở đây. Cho nên mới cho chị câu số 9 đó. Rồi câu số 11 tức là các bạn đã không nên ở đây. Quá khứ mà đã không nên, trời ơi. Nên đó là cái gì? Là khả năng cấp ha. Mà đâu có ai dùng trong quá khứ gì á. Tiếng Việt mình đọc mình nghe thấy nó sướng không? Các bạn đã không nên ở đây. Các bạn đã không nên ở đây. Tâm hề ma ý đá. Quá xít thá. Như vậy các bạn đã không ở đây được rồi. Chúng ta đừng có bỏ cho nên nhỉ. Các bạn đã không ở đây. Và như các anh đã không ở đây. Bỏ cho nên đi. Các anh đã không ở đây. Kada. Kada khi nào? Đó là khi nào mà có chấm chấm hỏi. Nó khác như là khi nào của giá đa. Tại vì quan hệ đại từ sẽ có ba chấm ở đây. Tức là giá đa và tá đa nó đi chung với nhau. Kada. Sao không nhắc? Đây, viết này viết nhầm nha, cái này kada nha. Hay quá, cảm ơn nhỉ. Rồi. Rồi chị viết đi. Hồi nãy kada hồi nãy có viết rồi, có nghĩa trên kia rồi kìa. Tatara tách thác kìa, chúng ta có nghĩa tatara tách thác ở đây ở đó. Kada, kada có nghĩa là gì? Kada kìa, kada trên kia là khi nào, khi nào mà dấu chấm hỏi ha. Là khi nào trong câu hỏi đó. À, cái này là trạng từ nghi vấn. Kada tức là trạng từ nghi vấn, còn tách. Tatara tức là trạng từ nơi chốn. Và chúng ta thêm cái động từ bằng cái chân xuống như nữa. Như vậy chúng ta phải thứ nhất là cái gì hồi nãy xin nói rồi, động từ phải xác định động từ nó là ngôi thứ mấy, số ít hoặc số nhiều để tìm ra cái chủ từ. Rồi chúng ta nhìn cho các bạn đâu? Đây là động từ ngôi thứ mấy? Số mấy? Ngôi thứ mấy số gì? Xác định vô là xác định gì? Xác định cái đuôi từ. Đây, đi biết gì? Xác định vô là nhìn, là nhìn cái gì? Nhìn cái đuôi từ. Nhìn cái đuôi từ thì chúng ta đang học về quá khứ cho nên chúng ta sẽ thấy im xuống. Như vậy là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba. Số gì? Ngôi thứ ba số gì? Rồi hên quá, số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều là gì? Là không, theo tiếng Việt của mình ngôi thứ ba số nhiều là gì? Ngôi thứ ba số ít là nó, đúng không? Ngôi thứ ba số nhiều tức là bọn nó, rồi chúng nó. Rồi chúng ta sẽ thấy là T này nè, đây là bọn nó chúng nó đây nè. Đấy. Hoặc như bọn bọn họ ha, hoặc như là các vị ấy. Rồi
Như vậy là chúng ta sẽ ra được chủ từ và động từ nó hòa hợp rồi, chính xác đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ thấy hai cái trạng từ này, cái đa có thể là trạng từ vé nơi chốn, nơi chốn hả? Tất cả rất là xin lỗi, đa trạng từ nghi vấn, trạng từ nghi vấn chỉ biết cái loại từ ra chỉ biết cái đa là khi nào. Như vậy thường trong cái tiếng Việt chúng ta sẽ đặt cái gì, trạng từ nghi vấn trước, tức là khi nào bọn họ đã đi, khi nào bọn họ đến đây, khi nào bọn họ đã đến đây. Khi nào bọn họ đã đến đây, họ đã đến đây khi nào, bọn họ đã đến đây khi nào, chừng nào cũng được hết. Rồi chúng ta nhìn lên cái câu số 3. Giá đa toàn ta tô a cách chí a quên. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có giá đa và tá đa đúng không? Chúng ta có tá tô. Làm khó ha, cái chữ tá tô này biết chưa? Biết cái chữ tá tô này cho các vị. Tá tô là gì? Là từ đó nha, từ đó, từ ấy. Vậy thì từ lúc ấy kiếm đâu ra cái từ đó đó, chúng ta điện hả? Rồi chúng ta biết thêm ha, chấm phẩy, tá tô, tá tô có nghĩa là gì? Tá cộng với tô đúng không? Tô thì sử dụng cho mà xúc xích cấp đúng cái gì đúng mà xúc xích cấp đúng không? Adjective case ha, adjective case. Như vậy chữ tá ha, tá tức là cái gì, là cái nào, nó sẽ là cái ấy ha, cái ấy hoặc điều đó. Tá tô tức là từ từ đấy ha. Tá tô có nghĩa là trạng từ, trạng từ chỉ thị nha, trạng từ chỉ thị. Từ từ đó hoặc từ đấy. Rồi kế tiếp là cái gì? Ta đà ma dân atara asim ha, asim ha tức là chúng ta coi về cái gì asim ha, thì chúng ta coi cái bảng này, cái bảng động từ ở đây asim ha đây này, asim ha nha, chúng ta biết là asim ha, asim ha nhạc trường âm asim ha, cho đó là asim ha, asim ha. Câu này là câu số 3 rồi, asim ha nha, trong bảng Bali là asim ha nhá. Đấy, đây là asim ha đây, đây giá đá toàn tá tua a cái chí ta đá ma dăng atara asimha. Đấy asimha. Như vậy asimha, asimha trong cái gì? Trong cái động từ này tức là cái gì? Là bất định khứ ha, mà ngôi thứ nhất số nhiều đúng không? Ngôi số 1 đây này, một La Mã là số nhiều, ngôi thứ nhất số nhiều. Mang nghĩa là có nha, đã là động từ rồi, có nghĩa là to be đó. To be rồi chúng ta nhìn qua đây. Tức là giá đa toan tá tô a cách chí, a cách chí tức là bất định khứ ngôi thứ mấy, vị nào trả lời được? A cách chí này này, cái động từ a cách chí mà của cái câu 3 đó là động từ ngôi thứ mấy? Đúng rồi, bất định khứ ngôi thứ ba số ít, từ cái động từ a cách chá tí mang nghĩa rằng không, rồi mang nghĩa rằng đã đến ha, đã đến. Cách chá tí có là đi, mà a cách chá tí có là đi về, đi đến hoặc đi, hoặc đi đi đến hoặc đi là đi về ha. Như vậy là giá đa đó là khi nào, cái cụm quan hệ tức là giá đa tha đa ha, tức là khi nào chủ từ hòa hợp với a cái chí tức là ngôi thứ hai. Hồi nãy ai trả lời ngôi thứ ba ha, tại vì ngôi thứ hai chúng ta vẫn có là ý và ô đúng không, ngôi thứ ba chúng ta là ý đúng không, mà ngôi thứ hai chúng ta là ý và ô, các vị lưu ý không? Như vậy chủ từ sẽ là hòa hợp, tức là toan nè, toan a cái chí tức là khi nào mà bạn đến đây, bạn trở về từ đấy đó, tức là bạn từ đó đến đây đó, khi nào mà ông từ đó đến đây, tức là khi nào mà ông về, ông đến đây mà từ từ chỗ đó đó, thì ta đa là khi ấy chúng tôi như thế nào, asimha atara thì chúng tôi đã, chúng ta đã cái gì, đã ở đây rồi, chúng ta hiểu không? Asimha đây là ngôi thứ nhất số nhiều, thì chủ từ sẽ là mai văn là chúng tôi, tức là khi nào mà ông trở về đây mà từ cái chỗ mà ông đang ở đó thì chúng tôi đã có mặt ở đây rồi. Biết cái gì đó, khi nào chúng tôi đến, khi ai các bạn hãy ở đó. Hiểu chưa? Khi mà cái giá đa và tá đa thì các vị dịch như vậy, hoặc các vị dịch như vậy nè, khi mà cái cụm mà gọi là giá đa tá đa, các vị có thể dịch mà cái cụm mà tá đa sau cũng được, tức là khi mà chúng tôi ở đó, khi mà chúng tôi đã ở đó. Không, chúng ta phải dịch khi nào và khi đó đi.
khi nào phải khi ấy đó, khi nào phải khi ấy nha, dịch là khi nào phải ấy, tức là khi nào bạn trở về từ đó, khi ấy chúng tôi đã ở đây. Atara là ở đây nha, Atara, Atara hoặc Atha. Ủa nãy xin biết là Atara là cái gì? Ida, Ida, Iha, rồi thêm cái Atara nữa nha. Đó, Atara bằng cái Atha nữa, viết vô, viết vô, viết vô. Yeah. Atara, Atha. Atara. Khi nào bạn trở về từ đó, khi ấy chúng tôi đã ở đấy. Chúng tôi đã ở đó, đã ở đây. Khi ấy chúng tôi đã ở đây, tức là mang nghĩa rằng đã có mặt ở đây đó. Khi ấy chúng tôi đã có mặt ở đây đó. Rồi, ok. Được rồi. Rồi tách ra động từ là cái gì? A gách trí ha, động từ tách ra chưa? A gách trí là từ động từ A gách trí. Ngữ căn đó là gì? Rồi còn mà ví dụ như là cái gì đâu? Cái mà cái gì? Asimha nha. Viết ra cho Asimha cho nó đúng. A nè. Simha nè. Tức là bằng cái gì? Căn As. Đúng không? Cộng với cái gì? Cộng với A. Cộng với Imha. A được xóa bỏ nha. Viết trực tiếp vô. A được xóa bỏ như vậy. A được làm trường âm nha. Nó mới là A. A Simha nha. A được làm trường âm. Căn As á. Căn As á. Nhưng mà cộng với A là cái gì? A là thuộc nhóm gì? Nhóm đầu tiên tên nó là gì? Buwa Digana. Học tới bây giờ là phải nhớ. Tập nhớ đi. Dạ. Tập đọc mấy cái tên đó. Buwa Digana. As nè mà cộng với á, cộng với im há, mà á được xóa bỏ, a được làm trường âm, nó mới ra là a sim ha. Viết cấu trúc là cấu trúc mà ví dụ các vị mà để mà cái từ a sim ha thì các vị phải viết cấu trúc như vậy nha. Chứ các vị đừng có viết mà bất định khứ mà các vị lại đưa về cấu trúc hiện tại. Hiểu chưa? Thì a cách trí cũng như vậy. A cách trí ha. Thì các vị phải là cái gì? A cái trí là cái gì? Là tiền tố A cộng với cái gì? Cộng gâm, cộng với á, cộng với cái gì? Ý. A cái trí, á được xóa bỏ nha. A. Rồi gâm rồi đây nó đổi thành là gách ha. A nè, cộng gách nè, cộng ý nè, nó là A cái trí, nó gặp thành. Thì á được xóa bỏ ra đây rồi, nó thành là A cái trí. Viết là viết cấu trúc như vậy đó, mốt kiểm tra nha, là viết viết ra như vậy nha. Chứ đừng có mà mình đang xài động từ thì khác rồi bắt đầu mình cứ đưa về hiện tại, mình biết cái hiện tại không à. Mình không biết được mấy cái kia nhỉ. Câu số 3 đúng không? A cái trí là A cộng gâm cộng á cộng ý. Rồi viết vậy thì mình phải biến đổi nữa chứ. Nó đâu có tự nhiên A cộng gâm cộng á cộng ý thì nó ra được vậy. Hả? Rồi đó. Hoặc các vị có thể là viết trực tiếp như vậy luôn. Các vị có thể là A cộng gam, các vị thể để thành mũi tên như vậy luôn ha. Để mũi tên là các vị là chuyển như cái gì? Chuyển thành căn gắt luôn nha, cộng á, cộng ý, á các vị xóa bỏ đi nó thành là a. Các chí. Rồi. Rồi as a im ha, as a im ha nha, a được xóa bỏ, a được làm trường âm, mới ra là a sim ha. Rồi đúng rồi, câu số 3. Rồi bắt đầu là câu số mấy? Câu số 9. Gia đi e quan si gia âm a hang i da a gach hay ya mi. Chúng ta sẽ thấy rằng gia đi ha, thật sự tại vì chúng ta học là vừa Pali
the new Bali course vừa là Bali Made Easy, cho nên nó là cái gì? Trong Bali Made Easy là chúng ta phải học là imperative mode trước, tức là cái khả năng cách trước. Đúng không? Các vị cứ để là Bali Made Easy đó thì là imperative mode, optative mode. Hồi nãy chúng ta có dạy rồi, nãy sư có dạy cho các vị coi rồi đó. Trước khi mà chúng ta học quá khứ chúng ta học cái khả năng cách và mệnh lệnh cách, hai cái đó trước. Cho nên là mới có cái câu mà gọi là cái câu mà điều kiện này. Bữa sau đó khi mà học về cái đó, sư sẽ nói về các loại điều kiện cho các vị. Mà các loại điều kiện này trong trong đọc hiểu Bali là có rồi đó nha. Có bao nhiêu câu điều kiện như thế nào đó là có rồi đó. Thì giá đí đây là cái gì? Đây là cái đây là từ được sử dụng ở trong câu câu điều kiện ha, conditional. Conditional câu điều kiện của mình là chúng ta là sẽ có cái thì mà điều kiện đó. Nhưng mà trong 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 tiếng Anh thì chúng ta có bao nhiêu loại điều kiện? Chúng ta có ba loại đúng không? Chúng ta có ba loại, nhưng mà chỉ có hình thức là hình thức cái loại một á là mới nó mới thật thôi, còn hai cái loại loại hai và loại ba thì ám chỉ tức là nó không có sự nó không có hiện thực ha. Yeah. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng ở đây tức là aya mí ha, ở đây là siya xác định như vậy. Siya đây tức là gì? Từ là căn căn as đúng không? Căn as mà cộng theo gọi là cái gì? Cộng theo ngôi thứ hai ngôi thứ mấy? Chúng ta là khả năng cách chúng ta là có là gì? Aya 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 ayung ha. Chúng ta gọi là aya ayung khả năng cách đó. Aya ayung. Aya ayung. Biết không? Biết khả năng cách không? Đây. Đây khả năng cách đây. Chúng ta thấy là ai giấy dung không? Đây. Khả năng cách đó. Khả năng cách ha. Khả năng cách đó là nên phải có thể. Thì chúng ta sẽ là ai giá, ai dung, ai giá xí, ai giá tha, ai giá ní, ai giá mơ. Mà cái bạn của nó rất là đây khả năng cách của nó đây. Đó. Như vậy cái gốc từ của nó là cộng với là ai giá ha, hoặc là e. A giá hoặc là E đúng không? A giá hoặc là E ở đây. Mà si gia đó là ngôi thứ mấy? Si gia đó là chúng ta dùng theo nghĩa ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba đúng không? Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. Yeah. A giá, A dùng, A giá, si, A giá thá. Nhưng mà chúng ta A giá ha. Vì rằng có hai hình thức cho nên chúng ta không biết rằng đây là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba số. Ngôi thứ nhất hoặc là ngôi thứ hai số ít đúng không? Chúng ta thử coi coi cái động từ này. Cái động từ kế tiếp là A giá mí. A giá mí tức là gì? Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ nhất số ít ha. Các vị có lưu ý các bạn chia nó dễ ợt, nó dễ nhớ lắm. Là tiện thể nói luôn nè, các vị nhìn ở đây các vị dễ nhớ kinh khủng luôn. Các vị sẽ thấy là cái gì? Nó là thay đổi cái gì? Nó là ai giá, ai dung. Ai giá, ai dung ha. Rồi ai giá xí, ai giá thá, ai giá mí, ai giá má. Giờ nó giống cái gì? Nó giống cái gì? Nó giống hiện tại là cái gì? Xí nè, thá nè, mí nè, má nè. Nó chỉ thêm cái gì? Ai giá thôi. Thì A giá mà cộng với A mí thôi. Nó xóa A đi thôi. A giá mí. A giá má đúng không? A giá cộng với A xí. Thì A giá xí. A giá thá. Dạ đúng không? Dạ. Nó chỉ khác có gì? Cái loại của nó là cái loại này. A giá này làm cái gốc. Nhưng mà cộng với cái đó thôi. Rồi bắt đầu A dung. À. Ung ở đây là chia theo cái gì? Giống như là bất định khứ như vậy đúng không? Chúng ta có là ý y. Ung im xú đúng không? Thì chúng ta có ung nữa. A giá. Như vậy chúng ta sẽ học một cái mà chúng ta sẽ link được với các thì khác. Còn những cái dạng này là dạng đặc biệt ha, dạng rút gọn e e xí e thá e mí e má rồi đấy. Cho nên chúng ta thấy aya mí tức là cái gì? Ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất số ít ha, chủ từ sẽ là a hăng. Như vậy y đá là ở đây ha, chủ từ sẽ là a hăng chỗ này. Agachaya tức là từ lần từ agacha tiếng có nghĩa là trở về. Như vậy tôi đúng rồi, khả năng cách thì chúng ta dùng là nên phải có thể đúng không? Đây nghĩa lịch xuống đây này. Đó. Nên phải có thể ha. Nên phải có thể. Rồi như vậy là tôi có thể đến đây ha, tôi có thể trở lại đây, tôi có thể trở lại đây. Nếu như thế nào? Như vậy chúng ta sẽ hiểu rằng đây là ngôi thứ hai ha. Chủ từ sang hòa hợp với là si gia tức là ngôi thứ hai, tức là toan ha. Chúng ta sử dụng chúng ta sử dụng là cái gì? Chúng ta sử dụng không thể mà gọi là nếu hắn là như vậy, tức là nếu anh ta đó Thank you.
không, nó có hai loại, ngôi thứ ba cũng được, ngôi thứ hai cũng được, tức là nếu nó là như vậy, tức là nếu như vậy cái chữ nó ở đây cho mày hiểu là gì, nếu trường hợp là như vậy đó thì tôi sẽ trở lại đây, chúng ta không sử dụng là ngôi thứ hai được nha, tại vì cái câu này suy ra tức là nếu nếu anh ta hoặc như nếu bạn là như vậy thì tôi sẽ trở lại đây, nó mất nghĩa, nó không có nghĩa. Nếu trường hợp chúng ta phải hiểu trong tiếng Anh đó là if, nếu nó là như vậy đó thì như vậy chúng tôi thì tôi sẽ quay lại đây, tức là nếu trường hợp là vậy đó, nếu đặt trường hợp là vậy đó thì tôi sẽ quay lại đây, chúng ta hiểu không? Như vậy chúng ta sử dụng là chủ từ sao, chủ từ là gì? Nhưng mà đúng rồi, chúng ta dịch là như vậy. Chúng ta không sử dụng là ngôi thứ hai được, chúng ta không sử dụng là đại từ ngôi thứ hai được nha. À, mà phải là ngôi thứ ba. Nếu nếu trường hợp là như vậy hoặc nếu nó là như vậy, chúng ta dùng theo nghĩa nếu trường hợp là rất là rõ nha. Nếu trường hợp là vậy, nếu trường hợp là vậy thì tôi, chúng ta thêm tiếng Việt nữa là thì tôi ha, hoặc là tôi cũng được, không sao không sao vậy. Nếu trường hợp là vậy, tôi có thể quay lại đây. Rồi, chính xác. Thì chúng ta sử dụng theo cái gì? Chúng ta sử dụng cho văn nói đúng không? Cho văn nói thì bởi vì sao chúng ta không có cái dấu phẩy này, cho văn nói liền đó, cho nên là nếu tôi là như vậy thì tôi quay lại đây, thì chúng ta thay cho cái văn nói đó, văn nói là không có dấu phẩy cho nên người ta sử dụng từ thì được, còn nếu mà có dấu phẩy thì chúng ta khỏi thì, nhưng mà đừng có phẩy rồi thì nhá, phẩy rồi thì nó kỳ lắm vậy, tiếng Việt không ai viết kiểu đấy cả. Rồi câu số 11, tên là tâm hê ma ý đá quá xí thác, ủa sửa rồi mà. À, còn động từ ở đây còn động từ agachaya nha, agachaya nha, nó phải là không, cái này khác mà, cái này khác mà, a nè cộng gam nè, nó đổi a gam đổi thành gì, đổi thành gách cộng gì, cộng á cộng a gia mí, á được xóa bỏ cái trực tiếp vô a cái chi gia mí, rồi chưa. Giờ rồi à, nhanh dữ ha. Sao đâu kể nó. Các vị cũng đâu có làm cái gì đâu. Rảnh mà cho nên là thôi. Chúng ta lên làm thêm ba câu nữa để cho hết luôn cái phần mà translate to Vietnamese luôn. Rồi mời ba vị lên. Dạ, nó làm ba câu nữa đi. Sư bôi nha. Rồi xin mời ba vị lên đây. Căng căng bữa nào học cái gì nhá, bắt đầu đi thì có, bây giờ mình khỏi còn thắc mắc.
Mình nói rằng là trong ngôn ngữ đó có những cái luật đó gọi là bất định, bất quy tắc, mình không giải thích được. Nó là cái luật này nó đổi qua cái luật kia luôn, tức là từ cái căn này đổi qua căn kia chứ không có cái gọi là cái quy luật nào hết. Nhưng mà trong cái GNS sẽ có một cái điều luật là nói là cái chữ găm đổi thành chữ gắt thôi, chứ không giải thích là tại sao mà nó như vậy. Ngôn ngữ nào cũng như vậy, tiếng Anh cũng như vậy, tiếng Việt mình cũng như vậy luôn. Rồi xin mời ba vị lên. Chị Vy. Chị Vy. Rồi rồi lên đúng không? Thôi một câu thôi, một câu lên được cũng được. Dạ lên viết một câu đi được. Dạ à, rồi tới rồi thôi đi. Dạ rồi mời chị Vy. Dạ luôn. Rồi chị luôn ha. Dạ dạ rồi lên lên lên, lên. Câu này câu số 6 nha. Câu số 6. Câu số 10 làm chưa ta? Rồi câu số 10. Rồi câu số 12, câu số 12 chưa làm đúng không? Dạ rồi, 6 10 12. Mời ba vị lên lên viết đi ạ. Nhớ về ông bài. Ta cố gắng làm lẹ nha. 7 phút là xong nha. Như vậy câu số 6 thì chúng ta sẽ thấy rằng có cái từ gì mới không? Các vị nhìn lên bảng nè, câu số 6 có cái từ gì mới không? Giá tô và tá tô nha. Chúng ta thấy không? Giá tô a hăng a cha nim. Tá tô a qua đim. Giá tô và tá tô hả? Giá tô tức là từ đâu? Từ ấy. Tá tô là từ ấy. A cha nim tức là đây là bất định khứ của động từ gì chị Phương? A cha nim bất định khứ của động từ gì? Sư đã nói loại là bất định khứ rồi. A cha nim bất định khứ gì? Của động từ cha na tí. Cha na tí là gì? Là biết. À. Rồi aquadim bất định khứ của động từ gì? Chúng ta nhìn vô nha, tập nhìn cái bất định khứ của aquadim là chúng ta bỏ á đi, chúng ta là quá đim mà quá đá như vậy rồi bỏ im đi thôi, nó còn ngữ căn gì? Ngữ căn quát, nghĩa là quá đá tí đúng không? Mà quá đá tí có nghĩa là gì? Là nói. Quá xá tí mới là sống. Trời ơi. Quá đá tí có nghĩa là nói. Rồi câu số 10. Kada te tatara hanimsu. Kada có nghĩa là gì? Là khi nào đúng không? Rồi hanimsu là bất định khứ ngôi thứ mấy? Của động từ gì? Ngôi thứ ba số nhiều của động từ gì? Chúng ta phải nhìn tập nhìn cái động từ này, há niêm xuống, chúng ta bỏ im xuống đi, chúng ta còn gì? Căn han. Căn han là từ động từ gì? Há ná tí, đúng, chính xác. Há ná tí hoặc hàm tí, mang nghĩa rằng giết, chính xác. Rồi, câu số 12. Ma tê ê quăng cá rim xuống. Ma là chúng ta biết rồi ha, là chớ đó, đừng. Cá rim xuống tức là bất định khứ ngôi thứ mấy? Số nhiều của động từ. Cá rô tí, mang nghĩa là làm, chính xác. Dạ. Rồi đó, trợ giúp cho các vị phía trên rồi đó nha. Tatara trạng từ, nơi chốn. Tatara tất thác là ở đấy, ở đó. Bao giờ chúng ta cũng dịch, chúng ta phải xác định cái gì? Động từ là ngôi thứ mấy, số gì, hòa hợp với lại cái chủ từ. Rồi còn cái trạng từ mà chỉ về nơi chốn thì chúng ta có thể đặt trước, đặt sau tùy theo cái ngữ cảnh tiếng Việt của mình. Được không? Được. Thầy nói hả?
Tập nhìn nhìn từ từ đi. Tê mà đi da làm chi cực cực vậy, xua tê mà đi da nữa, xua tê là đại từ mà đi da, trời ơi trời, da cái tự gì mà nó khó khó tí xíu chứ. Cho nên bắt các vị học cái đại từ đó làm gì để nhớ, xô tê toan tâm hê á hăng mấy giờ chưa đâu, bữa nào học về đại từ mà coi là đại từ tá đó, chữ tên nó gặp trường hợp nữa tê mà khi mà chúng ta học về cái gì chúng ta còn các vị cụ nè có nhớ là cái gì tê mà ở trong mà coi là đại từ nhân xưng tâm há không, tức là bạn mà chia theo số nhiều không, tê có là của chúng tôi nữa nha đó, chứ không phải là tê là của tê, không phải là mối thứ ba không đâu nha, cho nên trường hợp đó rồi ma tê e quăng cái rìm xuống chúng nó chớ làm như vậy, vậy cũng được Tức là các vị ấy ha, bọn chúng ha chớ làm như vậy, rồi chính xác. Mà chia theo quá khứ chúng ta dùng theo đúng. Chúng ta giờ dùng theo cái nghĩa mà đừng có chớ, mà tức là bọn chúng không nên làm vậy, đã không nên là bọn chúng bọn chúng đã không làm vậy cũng được ha. Để chúng ta nêu rõ ra cái khía cạnh đó là quá khứ, bọn chúng đã không làm vậy, bọn chúng đã không nên làm vậy, bọn chúng đã không nên làm vậy, không nên hồi nãy không nên, bọn chúng đã không nên làm vậy, chúng nó đã không nên làm vậy cũng được đó, đã không nên làm vậy, chúng ta có thêm cái đã đó rồi cái đa tê ta ra hiêm xuất khi nào chúng nó giết ở đây hả, khi nào không, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta dùng theo là chữ tá thôi, nhân xưng đại từ tá thôi ha, tức là khi nào bọn họ đã bị giết ở đây, khi nào bọn chúng đã giết ở đây, khi nào bọn họ đã sát hại, chúng ta dùng theo nghĩa năng động hả, nó tí hai năm tí, khi nào bọn họ đã sát hại ở đây hả, tức là đã sát hại, còn thêm một cái gì, còn thêm một cái gì, cái đối cách hả, cái tốt từ đó đó, cái tốt từ đó nha, tức là khi nào bọn họ giết cái gì đó ở đây đấy, khi nào bọn họ đã chị bỏ chưa, chị bị đi chị, khi nào bọn họ đã sát hại, mở ngoặc ra, đã sát hại ra, mở ngoặc rồi chấm chấm ra là sát hại cái đối cách đó đó ở đây, rồi kế tiếp tức là từ đâu ha, câu số 6 tức là giá tô á hăng á cha niêm tá tô qua đa á qua đêm, từ đâu tôi đã biết, từ đó tôi đã nói, thì từ ngữ thôi như vậy đó đúng không, nhưng mà khi mà dịch xuôi đó chúng ta dịch là cái gì, tôi đã nói từ chỗ tôi đã biết, mang nghĩa rằng tức là gì, từ đâu tôi biết đó, thì từ đó là tôi nói, mang nghĩa rằng tôi nói cái điều mà tôi đã biết tôi đã nói ha, cho nên cái cụm mối quan hệ chúng ta có thể dịch dịch đến sau trước cũng được nha, tá tô á hăng a qua đêm, tức là tôi đã nói từ chỗ mà tôi biết đó, chúng ta dịch như vậy, tôi đã nói từ chỗ mà tôi biết, hoặc như là từ điều mà tôi biết, từ chỗ hoặc từ điều mà tôi biết, từ cái điều ấy, anh chỉ là từ cái điều mà tôi biết đó. Tức là tôi biết cái điều gì tôi sẽ nói cái điều đó, mà chúng ta dùng từ quá khứ ha, tôi đã nói điều mà tôi biết đó, dịch ngắn nữa tức là tôi đã nói điều mà tôi biết luôn, rồi cái rim số tôi đã nói từ chỗ từ điều mà tôi biết, rồi chính xác vậy rồi quát cộng ý ha, rồi nha cộng na, nha na 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 nha na cộng tí, rồi nếu mà để thì hiện tại thì chúng ta đã dây đúng rồi, rồi như vậy chúng ta xong ha.
Các vị về hoan hỷ coi thêm nha, coi thêm bài tập của cái mà bất định khứ này nha. Bất định khứ mà ở trong cái gì? Trong cái bài tập số 8 là của Bali Make Easy, hoặc như là trong bài tập số 6 của cái gì? The New Bali Course nha. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng luôn. Buddha sasanang kirantithato, Buddha sasanang kirantithato, Buddha sasanang kirantithato, sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Dạ chúng con kính riêng sư Phật.